thông tin cô Xuyến, về nhà đi con, Hoàng Yến bị chồng cũ đánh đập đến chảy máu vào ngày 22 tháng 6 đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó, nữ diễn viên và chồng cũ đã có cuộc trò chuyện tại quán ăn. Đột nhiên người đàn ông ấy hỏi, Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ, và thẳng tay đấm vào mặt Hoàng Yến. Đáng chú ý, vài tiếng trước khi tung clip bị chồng cũ đánh với truyền thông, nữ diễn viên Hoàng Yến đã có chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân, đã thấm hai từ, giả mang ngay dưới phần bình luận bạn bè và đồng nghiệp tỏ ra vô cùng lo lắng và liên tục hỏi thăm tình hình hiện tại của hoàng yến bên cạnh đó cũng có nhiều khán giả cho rằng đây chính là hai từ mà cô xuyến dành cho chồng cũ sau khi nhận cái đánh giả mang từ trước tuy nhiên rất có thể đây cũng chỉ là chia sẻ vô vơ của hoàng yến chứ không có ý gì đặc biệt hoàng yến có chia sẻ ngắn gọn trước khi đoạn clip bị chồng đánh được tung ra hoàng yến đã bị chồng cũ đánh đến chảy máu ngay giữa quán hoàng yến và chồng cũ từng có cuộc hôn nhân không êm đẹp trước khi đường ai nấy đi ảnh facebook nhân vật sưu tầm